Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một bộ là mixer bàn, và nó sẽ là kim luôn cái phần công suất, tức là nó sẽ có khả năng là out trực tiếp ra lo luôn nha anh em. Ngoài chức năng là mixer chọn những cái tín hiệu ngõ vào, và với cái mixer này thì nó sẽ có cái model là EMX62M, thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về, hình thức còn khá là đẹp nha anh em. Và đây là hàng chính hãng xịn của Yamaha luôn, chứ không phải như là một số cái dòng mixer ở ngoài chợ mà anh em sẽ thường gặp nha. Và đây là nó sẽ có cái catalog đầy đủ về cái sử dụng. Rồi về ngoài cái phần mixer thì ở đây nó sẽ có cái phần công suất nha anh em. Cái phần công suất ra lo thì ở đây nó sẽ có cái công suất là đối với lo 8 ohm là nó sẽ là 135W, và lo 4 ohm sẽ là 200W nha. Và đây là hàng nội địa Nhật về, thì nó đương nhiên là điện 100V nha anh em. Cắm trực tiếp vào cái bộ đổi điện 100V. Rồi em sẽ giới thiệu sơ lược về một số cách sử dụng về cái dòng mixer kim cái phần công suất Yamaha. Thì như anh em sẽ biết là đối với phần mixer thì ở đây nó sẽ có thực tế là nó sẽ có 6 ngõ vào, thì nó sẽ bố trí theo cái hàng dọc xuống nha. Nó có thể là 1 ngõ vào, 2 ngõ vào, 3 ngõ vào, 4, 5, 6. Rồi và ngoài những cái ngõ vào này thì đối với cái dòng mixer Yamaha này thì nó sẽ hỗ trợ luôn cho chúng ta là cái phần echo kỹ thuật số, và nó sẽ có thiết lập là ba cái chương trình cài đặt sẵn là cho chúng ta. Thì ta chỉ việc bật chức năng kỹ thuật số, đó là phần echo lên, và ta sẽ điều chỉnh cái volume. Tức là 6 thiết bị của chúng ta có thể bố trí theo hàng dọc nha. Riêng ở cái phần ở line số 5 và line số 6 thì ta có thể lắp thêm hai ngõ vào luôn là trái phải. Thì mỗi một ngõ vào thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái jack kết nối là jack Canon, và một cái còn lại là jack 6 ly. Thì anh em có thể cắm cái micro trực tiếp vào đây, hoặc là cắm những cái thiết bị như là thiết bị đàn, hoặc là hộp cam, vân vân. Thì ở trong cái catalog này thì nó sẽ có hướng dẫn cụ thể luôn, anh em có thể tham khảo về cái cách sử dụng nha. Đây, ở đây anh em sẽ thấy là những cái thiết bị ha, thì anh em có thể lắp đàn hoặc là organ vào những cái line như thế này bằng jack 6 ly nha. Đây, ở đây có thể là đàn nè, đây là organ nè. Thì anh em nào đã sử dụng sơ qua những cái mixer trộn thông thường thì sẽ rất là dễ dàng vào việc kết nối này. Và đối với cái dòng mixer Yamaha này thì anh em sẽ thấy là có cái nút là phantom. Phantom ha, thì ở đây nó sẽ có một cái nút công tắc nha. Công tắc để tắt bật. Thì cái chức năng của cái chế độ phantom này thì rất là hữu dụng cho những anh em nào sử dụng trong cái phát biểu hội nghị, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái mic phát biểu, đó là mic phát biểu ngay tại bàn, thì nó sẽ cần một cái nguồn điện rời bên ngoài, cắm từ ngõ Canon này đi trực tiếp ra cái mic thì nó sẽ truyền luôn cái đường điện vào. Ta không cần phải cần một cái bộ điện rời, thì cái dòng này nó đã tích hợp luôn. Một số cái mixer thì anh em sẽ thấy là nó sẽ không có chức năng phantom này, thì tức là ta sẽ không sử dụng được những cái mic phát biểu setup ở trên bàn nha. Rồi thì đó là cái chức năng phantom. Và ngoài ra thì anh em sẽ thấy là ở đây nó sẽ có cái equalizer luôn. Thì nó sẽ có là 7 cần chỉnh equalizer từ 125 cho tới 8 kHz. Nó sẽ cải thiện cái âm sắc của toàn bộ cái equalizer của những cái kênh ngõ vào nha. Và ở đây anh em sẽ thấy là một cái nút chỉnh lớn, đó là master. Thì đây là volume tổng, nó sẽ chỉnh tổng hết toàn bộ cho những cái hàng bên đây. Rồi tiếp theo đây là nút effect ha, đây là nút chỉnh echo tổng cho 6 cái ngõ line này vào khi mà ta bật lên cái chế độ là digital effect, đó là chọn chế độ echo. Và đây là những cái ngõ vào out và ngõ vào 2TR in. Đây là những cái ngõ vào, thì ta có thể sử dụng những cái ngõ vào này. Và thông thường thì em cũng thường hay lựa chọn là ngõ vào 6 line này, thì với 6 cái ngõ vào này thì anh em có thể điều chỉnh được bass và chép trực tiếp ở đây luôn, cũng như là có thể xuất cái âm thanh ra bên một cái hệ thống monitor bên ngoài.
Đây là nó sẽ có những cái nút để điều chỉnh monitor, thì lúc đó nó sẽ có, đây là cái khu vực monitor, đây là cái master tổng để điều chỉnh xuất qua hệ thống monitor. Thì khi mà xuất qua một cái hệ thống monitor âm ly khác thì anh em sẽ sử dụng là cái ngõ này. Và ngoài ra cái dòng mixer này có thể phát âm thanh trực tiếp từ ở trong cái phần công suất của máy, hoặc là cũng có thể lấy cái tín hiệu âm thanh qua một cái main hoặc là cục đẩy lớn hơn cái công suất của bên trong cái con Yamaha này, thì anh em sẽ lấy cái tín hiệu từ cái cổng main này nha. Rồi thì đó là một vài cái nét sơ lược về sử dụng của cái dòng mixer Yamaha. Thì sau đây em sẽ test từng cái chức năng cụ thể để anh em có thể dễ dàng hình dung hơn. Rồi theo thứ tự nha anh em. Thứ nhất là một cái line đầu tiên, thì ở đây anh em sẽ thấy là mục 2, mục lô thì rất là dễ dàng. Thì đây là chỉnh bass và chép nha. Lô là bass, 2 là chép. Mục monitor thì đây là mục, cái chức năng này nó sẽ xuất ra một cái hệ thống theo dõi bên ngoài, tức là thêm một hệ thống âm thanh bên ngoài. Và tiếp theo nữa, cái nút dưới là nút effect, đây là nút echo, echo cho line số 1. Đối với cái hàng thứ hai thì đây là effect cho line thứ hai. Tương tự là line thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thì như vậy là ta vẫn có thể ghép cái âm thanh ngoài vào cái line này, nhưng mà cái line hiện tại em đang ghép vào line số 5, và lúc đó anh em sẽ nhớ giùm em là cái nút effect là ta vặn về không, tất cả đều vặn về không. Chỉ khi nào mà cái line nào cắm vào micro, thì hiện tại cái line số 1 em đang cắm vào micro thì em mới chọn effect lên. Rồi em sẽ thử là chức năng effect nha. Thì đầu tiên là ta phải mở cái master tổng nha. Thì những cái volume của mỗi line, đây là những cái volume mỗi line thì ta dặn xuống hết nha. Và ta mở cái volume tổng lên. Lúc này thì nó sẽ chưa có một cái line nào để phát hết nha. Rồi em sẽ phát thử cái line là line số 5 nha. Rồi giảm lại nha. Rồi tương tự thì em sẽ rút cái line này ra và em cho thêm cái line bên số 4 nha. Như vậy là ta đã cắm cùng lúc là 3 line. 1 line, 2 line, 3 line. Em sẽ vặn thử cái volume ở line số 4. Ở đây anh em sẽ thấy là cái tín hiệu ở cái 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ lớn hơn là cái ngõ nhựa và cái line này nha. Thì ta có thể giảm tín hiệu nguồn vào. Ở đây em sẽ mở là line số 6 nha. Tức là anh em rất là dễ dàng sử dụng, đây là cái volume tổng và đây là volume của mỗi line đưa vào. Rồi đó là cái sử dụng của từng line. Rồi em sẽ test về cái chức năng echo. Phần volume lên nha. Alo, 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 1, 2. Nè, ta giảm cái effect lại nè. Alo, alo. Tức là nó đã không có effect nào hết. Alo, alo, 1, 2, alo. Rồi, ta muốn effect tổng lên. Alo, 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 1, 2. Rồi, ở đây thì nó sẽ có 3 cái chế độ echo. Alo, alo, 1, 2. Alo, alo, 1, 2. Alo, alo, 1, 2, 4, 6. Alo, 1, 2. Rồi, ta điều chỉnh bass chép cho từng line. Alo, 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 1, 2, alo, alo, 1, 2, 4, 6, alo, alo. Tắt cái chế độ echo. Alo, 1, 2, alo, 1, 2, 4, 6. Thì đây là ba cái chương trình echo đã được hãng Yamaha lựa chọn về sử dụng trong bộ mixer. Nó đã được cài đặt sẵn nha. Alo, 1, 2, alo, 1, 2, 4, 6, alo, 1, 2. Alo, 1, 2, 4, 6, alo. Alo, 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 1, 2. Thì khi mà ta giảm cái echo này về không thì nó giống như là cái trạng thái là tắt echo hoàn toàn. Alo, 1, 2. Rồi, thì đó là một vài cái thao tác về sử dụng ha. Thì ở trong cái catalog này thì nó cũng đã có hướng dẫn cụ thể về cái cách lắp đặt nha anh em. Như anh em sẽ thấy là nút 2, TR, IN. Anh em có thể lắp đầu đĩa
và rack out, anh em có thể lắp vào thu tùy theo nhưng mà về cái ngõ vào ha, thì anh em nên lắp còn cái ngõ line này, thì về cái ngõ line thì anh em có thể điều chỉnh bát chép khá là hay nha. Rồi em sẽ test lại cái bát chép luôn, em qua đi chơi luôn. Giảm chép nè, chỉ đau đớn lòng vì đời mấy ai giữ được câu chung tình, mấy ai hiểu cho mình tay trắng đôi tay phận nghèo dở. Như anh em sẽ thấy là cái mức độ chỉnh equalizer rất là phê, thay đổi cần nào mỗi cần thì nó chỉnh chênh lệch rất là nhiều. Và ngoài ra thì chỉnh cái bát chép ở đây cũng thay đổi rất là rõ rệt nha. Rồi tiếp theo em sẽ test từng ngõ vào cho anh em nha. Rồi sau khi test mic rồi ha, số 1 là số 1 nha. Là số 2. Tai số 2 thì nó đang bị ở cái volume nha, nó không hoạt động ở tai số 2. Rồi, em sẽ để một cái giá để anh em xử lý ở tai số 2 nha. Tai số 3. Cái nút ở đây nó sẽ có cái nút bass ha. Nút bass là nút để điều khiển tắt mở bằng chân đạp nha. Chân đạp đó là cái phụ kiện riêng của Yamaha nha. Lại số 4. Rồi lại số 5. Ở đây anh em sẽ thấy là cái trở kháng, cái volume nội gõ vào của bốn ngõ đầu tiên thì nó sẽ lớn hơn những cái ngõ hai ngõ còn lại nha. Đó, như với cái ngõ vào như thế này thì ta có thể cùng lúc là 3 mic 3 micro nha. Đây là trừ cái số 2 ra thì ta có thể lắp cùng lúc là 3 micro và hai cái loa ngõ lai từ bên ngoài, thì anh em có thể lắp ngõ vào âm thanh hoặc là đàn ọt ha, thêm cái ngõ cho số 6 nữa. Rồi tiếng của đánh khá là lực nha nè. Cái bộ công suất trong cái mixer có kim cục đẩy này thì anh em có thể lắp vào cái lo là bass 30 đánh vô tư nghe nè. Về kích thước của nó nha, chiều ngang của nó là 460mm nha, chiều cao là 300mm. Về chiều sâu nha, thì cái dòng này thì vỏ nhựa nha nè, nó sẽ có thiết kế cái quai sắt nha, nhìn rất là đẳng cấp nha, anh em có thể xách di động luôn và chơi trực tiếp nha. Chiều sâu của nó 330mm nha. Thì với cái dòng này thì anh em vẫn có thể lắp thêm cái phụ kiện rời của nó là cái tai để mà lắp thêm vào cái khung máy luôn cũng được nữa nha. Và đây là cái phía sau của máy nha, đây là cái thông số nha, Yamaha điện áp 100V 110W, đây là điện năng tiêu thụ nha anh em, và made in Taiwan, sản xuất tại Đài Loan, điện áp là 100V. Đây là hai cái jack loa nha, thì đây là jack 6 ly thì em sẽ tặng kèm theo máy luôn. Và đây nó sẽ có hai cái chỗ để mà quấn dây tín hiệu nha. Máy còn khá là liền lạc, rất là đẹp ha. Với cái mixer này thì rất là tiện dụng để cho anh em có thể sử dụng ở
ở trong phòng thu hoặc là sử dụng trong gia đình với cái đẳng cấp chuyên nghiệp nha. Đây là hàng chính hãng Yamaha nha anh em, nên cái chất âm của nó là cực kỳ chuẩn nha. Rồi với cái mixer kim luôn là công suất anh em có thể chơi bass 30 thì em sẽ bán với giá là 4.300.000 đồng. Chi phí này là cực tốt để cho anh em chơi luôn, đúng hàng chính hãng của Yamaha, thì giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã bỏ thời gian theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa có đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất từ kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Xin trân trọng kính chào và tạm biệt.